1. Tăng mức đóng bảo hiểm y tế tối đa. Theo quy định tại điều 14 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi năm 2014 số 46/2014/QH13, mức lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở được quy định tại Nghị định 73/2024 NĐ-CP là 2.340.000 đồng trên tháng, thời điểm áp dụng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế từ 1/7/2024 là 46.800.000 đồng trên tháng. Bên cạnh đó, do có sự thay đổi về lương cơ sở vào ngày 1/7/2024, nên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa từ sau 1/7/2024 tới nay cũng có sự điều chỉnh như sau. Hai, tăng mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình. Theo quy định tại điểm E khoản 1 điều 7 Nghị định 146/2018 NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình hàng tháng sẽ căn cứ theo mức lương cơ sở. Cụ thể, người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng người thứ nhất. Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng người thứ nhất. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1/7/2024 như sau.